Chiều gửi lại cho mình luôn nhá. Phun thô Quảng Châu nha, em sẽ mặc thử với quần ring, quần lucky này. Hôm nay 6752 thì ok, cho xem xét kẻ đằng sau ạ. Xét kẻ đằng sau là em có thể treo lên cho mọi người xem tặng trên tường của em nhá. Em có treo sau tường mà. Còn mình muốn tư vấn thì cho em xin chiều cao con nặng nhá. Trên tường là áo sơ mi caro tay phượng và chân váy em đang cầm này. Trên váy đấy là chân váy đang cầm mọi người, là có quần ở đằng sau ạ. Nếu mà muốn em ăn thử thì comment, chứ giờ em dơ xuống thì nó cũng giống như trên tường em treo lại thôi. Đây là muốn tư vấn thì cho em xin chiều cao nặng chút nhá. Còn mặc thử thì comment, mặc thử luôn. Set đó ở chân váy là 235.000 nhá. Áo là 265, chân váy là 235 ạ. Áo 265, chân váy là 235 nhá. Đây là chân váy này em mặc rộng. Đây là chị 1m526 giờ ký mặc với chân váy này nha chị ơi. Giá là 235.000 đây. Kéo khó với đằng sau nhá. Có quần ở bên trong ạ. Đây là chân váy em đang mặc là chân váy song tường này. Dạng phong của là dạng phong chữ A nhỉ mọi người. Phía đằng sau có kéo khóa này. Lấy hàng có mây rất là chân váy trắng cậu kèm xuống nha, em chỉ còn có size M thôi. Em còn size M thôi ạ. Ai là nó hơi rộng. Đấy, chị nào lấy hàng có mây xem nhau đây nha, chị Huyền Trang mình thấy chưa ạ? Nếu mà áo này em mặc gửi không có thì em mặc thử với cái mẫu chân váy trắng khác nha nhá. Mẫu chân váy trắng này thì hơi rộng so với em này, mặc thử chân váy này cho. 64 kg không vừa rồi ạ. 64 kg trên bàn này của em thì dưới 52-53 kg thôi chị nhá. Dưới 52-53 kg thì mặc vừa thôi. 64 kg hơi ôm rồi chị ơi. Cái này em không có size to, cái này em có size nhỏ à. Chân váy khán mà chơi cái này không ngắn, nên có quần ở bên trong nhá. Chân váy này có quần ở bên trong. Chân váy dài là chân váy dạng dáng dài, nó còn loại như mấy loại bên em thì là một loại một form này thôi nhá. Chứ không có cái nào mà dạng mà ngắn hơn thế này được đâu, dài hơn thế này được đâu. Đây, có thấy không ạ? Tất cả những cái form chân váy dạng dáng như này thì mình sẽ mặc một form với lại cả thôi. Đây, tất cả nó đều bằng nhau nhá, nó cũng bằng quần đùi luôn đó mọi người, chứ không có ngắn nữa nhá. Nếu mà dài hơn thì nó đã không phải là form chân váy rồi. Đây, bằng quần này. Chân váy size M mọi người ơi, chân váy size M của em. Chân váy này mà ngắn thì em không biết chân váy nào mà nó dài hơn nữa đâu. Chân váy dài hay gọi là chân váy dáng dài rồi. Rồi em sẽ qua một bộ áo tiếp theo là một bộ áo thun ạ. À. Áo thun với lại là chân à với lại là chân váy mọi người nhá. À mặc với quần kaki đi cũng được. Đầm vàng là 295.000 ạ. À. Đầm vàng là 295, hai màu là màu hồng với lại là màu vàng trên tường nhá. Đầm vàng là 295 ạ. Set sau ạ. À, chân váy là 235, áo là 265 nhá. Set váy đằng sau áo là 265, chân váy là 235 đấy ạ. Em chốt áo đỏ giống đơn. Ok, thảo thảo này. Áo đỏ 235.000, áo thun đỏ cho chị thảo thảo nhá. Chân váy trắng vừa cầm cái đấy thì em không có bán ạ. Thế em mặc lâu nó bị màu, nó có chị em nó bị dơ nó không bán ạ. Ơi áo đỏ em vừa mặc áo này nha chị ơi. Chân váy trắng. Đây áo đỏ vừa mặc là cái mẫu này. Chân váy tennis màu xám ra không có ạ. Chân váy tennis mình có caro thôi. Chân váy trắng đấy, cái áo đỏ của đấy là cái áo đỏ này. Áo đỏ này là 235.000, thun dày mọi người nhá. Thun thô dạng dày ạ. Có hai màu đó là màu đỏ với màu trắng ạ. Lấy hàng comment luôn trên nhá. Ok Mỹ Thanh nhá, xe chân tường áo sơ mi 265 cho Mỹ Thanh, xe mi caro và chân váy 235 cho Mỹ Thanh nha. Đây nha mọi người. Và em đang mặc là kiểu áo thun dấu quần, áo em đang mặc là áo thun con cá heo này. Áo này là 255.000 một chiếc nhá. Áo em đang mặc là 255.000, lấy hàng còn nên giúp em là xuống lại cộng kèm với thun vàng hoặc là quần giúp em nha. Quần này được tặng kèm thắt lưng ạ. Quần kaki được tặng kèm thắt lưng mọi người nhá. Quần là 245.
Áo chị mang là 255 em ơi, phao động dấu quần nhá, 255 ngàn. Áo chị mặc là 2551 màu, đây là màu vàng nhạt đấy ha. Comment cho em là áo vàng cậu kèm số điện thoại nhá. Form này rộng lắm, 65-68 ký mặc thoải mái luôn. Quần đang mặc là 245 ngàn, tặng kèm thắt lưng ạ. Quần kaki dạng mềm được thấy lưng mặt vuông thế này nhá. Quần free size dưới 53 ký mặc vừa, áo cũng free size, áo dưới 60-65 ký mặc vô tư nha. Quần là 245 đấy ạ, quần đùi 245 ngàn nhá các chị. Áo sau sau lưng là 265 ạ. Áo trên tường là 53 ký mặc vừa nhá chị nhá. Hello chị Mai Hương, để mặc áo trên tường cho. Trên tường 53 ký mặc thoải mái luôn. Sơ mi ạ. Đây, sơ mi 225 ngàn, chất vải nhúm ạ. Có hai màu là màu kem và màu xanh đen ạ. Sơ mi dưới 53 ký mặc vừa. Sơ mi này được không ạ? Sơ mi vải nhúm chị nhá, hoặc là sơ mi kiểu trên tường ạ. Ô đấy, mặc áo kẻ ở chân tường cho các chị xem nhé. Kẻ chân tường là 265 ngàn free size, chắc phải đến 60 ký mà còn vừa quá, chắc vải thô. Và đây là sơ mi, các chị nào sơ mi có cổ này, sơ mi này hôm nay có sơ mi này có cổ này, 225 ngàn thôi, chất vải nhúm này khách cũ này, khách có thành viên sẽ được giảm giá xuống còn khoảng là 190 mấy ngàn, 110 mấy ngàn áo này thôi ạ. Chất vải nhúm mọi người nhá, hai màu xanh đen là màu kê, các em có mặc thử rồi chị nào muốn tư vấn cho em xin chiều không có nặng nhá. Đây, xong thử sơ mi này với quần đùi của em đang mặc nhá. Sơ mi 265 ngàn ạ, cho vải thô siêu xinh luôn, cổ chữ cổ thế tim mọi người nhá, tay phồng này, mẫu này cực kỳ độc và lạ và chất vải khá là dày dặn nhá, chất vải thô. Rồi em đang mặc là sơ mi caro này, đây là màu cam mọi người nhá, màu cam nâu, tay phồng dài nhưng mà không bị nóng đâu vì đây là vải khô mọi người, đây là không sợ với hô của mình nhá. Áo đang mặc là form của nó này, form em 1m62 là màu qua mông nha. Lấy hàng comment liền cho em nhá, chân váy hôm nay chị không có like nhiều. Cô chị nào lấy sơ mi này thì comment cho là sơ mi caro cam nha, hoặc là màu cam nhạt mọi người nhá. Đây là áo sơ mi caro, lấy hàng comment dưới là sơ